đâu rồi ạ? Các bạn chia sẻ và like ủng hộ Sen Sen đi nhá. Hai trăm bạn chúng ta sẽ check từ mới. Bao nhiêu bạn? Mồ 160 bạn rồi. Chờ mình xem một xíu nhá. N4 này, hôm nay là bài 44 rồi. Thứ bảy học bài 45, 46, 47, 48. Hết tuần sau là chúng ta đi hết 48 bài. Nhanh không các bạn? Quá nhanh luôn. Nhanh một cách kinh khủng. Lớp mình nhờ. Nhanh đến mức mà không thể nào mà tưởng tượng được. Đấy. Thôi chúng mình check từ mới nha. Từ này là gì đây lớp mình nhở? Đúng 200 bạn là check từ mới. Hè Vũ ơi, chắc là em mới vào học cho nên em không biết nhá. Lịch của Sensei là lịch cố định và Sensei sẽ không thay đổi lịch em nhá. Lịch của Sensei là 7 rưỡi Việt Nam và đúng 7 rưỡi tối Việt Nam sẽ là Sensei livestream nhá. Em thông cảm. Tại vì bây giờ mấy trăm bạn, mỗi bạn một lịch cho nên Sensei sẽ phải đưa ra một cái giờ thống nhất chứ không có theo cá nhân nào hết. Bạn nào tham gia được thì mình theo lịch của Sensei. Đúng rồi, cắt ôi rồi. Các bạn chú ý trong lớp học N4 của chúng ta hôm nay có một hiện tượng, nó chính là Nick Quỳnh Aoki cũng vào comment. Sợ quá. Anh Quỳnh ơi, anh N1 thì anh đi ra đi. Anh định làm gì cô trò bọn em đấy? Các bạn ơi, các bạn làm thế nào cho cái ông Quỳnh Aoki, cái ông đi chỗ khác đi, chứ ông ở đây thì ai dám dạy mà ai dám học. Hello, từ thứ hai nào lớp mình ơi. Anh Quỳnh ơi, anh đi ra đi, anh N1 rồi, anh vào đây anh trêu cô trò tụi em mà. Nhà lớp mình nhỉ. Khéo ơi, đuổi thầy Quỳnh, bạn Quỳnh cun bạn lại đi thì chết. Hoan Osa, Oka. Sensei chỉ thơm lịch thôi chứ không đổi. Ừ đúng rồi, bây giờ các bạn quen giờ rồi, giờ đổi chết nhỉ. Học từ đến giờ này rồi không đổi được. Sensei cũng muốn tiện cho các bạn lắm chứ đúng không? Đây là từ an gen, an toàn. Sự can gì là rất là dễ. Từ số 3 đây lớp mình ơi. À bài hôm nay thì cũng không khó, không khó chút nào. Tại vì trước khi đến những cái gọi là khó khăn thì nó thường là những cái ngày rất là êm ả đúng không các bạn? Các bạn cứ êm ả nốt bài ngày hôm nay đi. Đúng rồi, Maruko chàng xin nhìn thấy em rồi. Ok, nắng hoa, những bạn nào mà Vũ Hoàng Phượng Phiêu chính xác. Đây là lý do. Từ tiếp theo nào. Cái từ này chúng ta gặp suốt này. Từ này chúng mình gặp suốt này. Huệ chân em bị nhầm à. Cố lên nhá, lớp mình chịu khó học kanji luôn nhá. Các bạn ở trong team đóng phí, Sensei đã gửi kanji của 25 bài N4 rồi. Nên là cố gắng học theo phương pháp Sensei chỉ ấy. Đấy. Vừa nhanh. Hey, ok, đây là tatoe bảo. Ví dụ. Chữ này cũng dễ luôn. Chữ này cũng rất là dễ luôn. Ôi, nhiều bạn đang inbox cho Sensei để đóng phí lớp thầy Quỳnh quá. Các bạn không biết là Sensei đang dạy nên là các bạn inbox bầm đây này. Ok. Kỳnh Huế nhỏ hôm nay ngôn ngữ xì tin thế. Dí dụ. Úi giời này Vũ Hoàng nữ. Điệu thế. Một nửa. Ok, chính xác. Một nửa hăng bừng. Từ tiếp theo, wasoku. Wasoku. Lá. Hai. Đúng rồi, bim bim bò, hồng lý lê, ánh run xinh trăng, đông hoa hải hương. Trần Bùi Diệu Linh. Diệu Linh là mới vào nhóm, cố gắng lên Diệu Linh nhá. Trang Đông, Thu Hà Nguyễn. Tâm Mít, hello Tâm Mít nha. Đúng rồi, wasoku, món ăn Nhật. Thế còn món ăn Âu là gì cả lớp nhỉ? Yosoku, yosoku, đúng không ạ? Đúng rồi,
Từ tiếp theo. Chosetsu shimasu là món ăn kiểu Nhật, chính xác rồi. Thảo ốc trang đông quỳnh cun run sinh. Rất là tốt. Run sinh từ ngày đóng phí thấy bắt đầu chăm chỉ lên live stream nhỉ. Mọi khi sensei thấy ít lắm. Phải thế chứ. Chí Huỳnh, Nguyễn Thị Mai, ok. Đinh Đức Mạnh của sensei đây rồi. Thị Tuyết Triệu. Tốt thế nhỉ. Đúng rồi. Điều chỉnh. Nào, các bạn ơi, các bạn chú ý cho sensei nhá. Chữ kanji này là gì nhỉ? Các bạn nhớ đây là chữ kanji ở bài số 44 nhé. Chữ từ mới này của bài số 44 nhé. Nhá. Đây là sensei đang sử dụng từ mới này ở bài số 44. Lẽ ra sensei phải cho một từ khác cho các bạn đỡ ai mai nhỉ. Trang Đông ơi, làm ca đêm thì không sao. Em cứ đêm làm về, ngày xem lại bài xong làm bài là được Trang Đông nha. Lớp mình nhiều bạn nửa ngày nửa đêm như em lắm nhá. Nhiều bạn bảo em đi làm ca đêm về, sau đó em phải xem lại livestream của sensei, em ghi chép, em làm bài rồi em mới đi ngủ. Thế Trang Đông cũng thế nhá. Các em cứ làm đêm về thì các em chịu khó dành ra một tiếng học rồi mình đi ngủ, xong là chiều dậy học tiếp. Đúng rồi, cái này xảy ra như vừa xảy ra tai nạn được chữ khởi. Ôi, lại ra đáp án. Kawakimasu là gì nhỉ? Kawakimasu là gì nhỉ? Đúng rồi. Hello, 600 bạn đang xem. Hôm nay các bạn xem đông nhỉ? Mỗi khi 500 bạn nhỉ? Ít nữa, càng về sau sẽ càng nhiều bạn xem. Tại vì những bài về sau rất là khó. Bắt đầu từ bài số 46 trở đi ấy, đi cho đến bài số 50. Đúng rồi, đây là từ khô. Nào. Thế còn ướt là gì cả lớp nhỉ? Nuremasu, nureru nhá, cả lớp nhá. Các bạn nhớ, cố gắng nhớ luôn những cái cặp mà nó đối trái ngược nhau nó dễ. Đúng rồi. Nào, từ cuối cùng nè. Bài hôm nay cũng không có gì là khó khăn đâu. Để xem trước bài 45 là dạy cái gì. Để có báo động gì thì bài 45 thì cũng ngắn thôi, nhưng mà cũng đáng để quan tâm đấy. Còn thực sự khó trở đi, cần phải chú ý nhiều trở đi thì từ bài số 46 cho đến bài số 50, bài nào các bạn cũng cần phải lưu ý cả. Đúng rồi, từ này là từ khóc, đúng không ạ? Chính xác, khóc. Và bây giờ chúng mình vào ngữ pháp của bài ngày hôm nay nhé. Tiết mục các bạn mong chờ nhất. Hôm nay chúng ta học một cấu trúc rất là đơn giản, đó chính là sugiru. Và cũng cực kỳ hay gặp, sau này chắc chắn luyện thi các bạn sẽ gặp. Jun sinh, sensei dạy hay mà em đang hối hận vì muộn này. Chưa hề muộn Jun sinh ạ. Tại vì cái giai đoạn luyện thi vẫn còn chưa đến, cho nên là em vào bây giờ vẫn còn thoải mái lắm. Bạn nào bây giờ chưa vào, sau này đến lúc mà không tham gia được lớp luyện thi hay là càng về sau thì càng hối hận, chứ còn tầm này chưa ăn thua. Chỉ hơi tiếc tí thôi, chứ không sao, bài vở vẫn còn. Sugiru là quá, các bạn không phải nhớ cho sensei gì nhiều. Các bạn cứ nhớ hộ sensei là quá một cái gì đấy, nhưng mà quá đây này là quá không tốt nhé. Chúng ta nhớ hộ sensei là quá, nhưng mà thường là quá biểu thị sự vượt quá giới hạn cho phép của một hành vi hoặc một trạng thái, thường dùng để nói về những điều không tốt các em nhé. Giờ mình có hiểu một cách. Ừ, Văn Tuấn ơi, sensei không đọc được comment của em, không biết em comment ở đâu luôn. Nhiều quá nó trôi rồi. Các bạn nhé, thường như chúng ta hay nói là gì nhỉ? Hay nói là cái gì quá cũng không tốt. Vậy thì các bạn cứ nhớ hộ sensei như thế. Thu Đông sensei có thấy em, được chưa? Nhá, thì mình cứ nhớ như vậy nhá. Việt Nam mình thì yêu quá cũng không tốt, đúng không cả lớp? Cái gì nó cũng có mặt trái của nó mà, cho nên là cứ vừa đủ là ok. Yêu quá rồi lại thành ra cuồng nhá. Vậy thì sugimasu là một động từ nhóm 2. Các bạn chỉ cần nhớ hộ sensei là quá, nhưng mà thường nói về những điều không tốt, và nó là động từ nhóm 2 nhé. Nhật Bản toang rồi, tháng 7 này chắc không thi đâu. Bây giờ thật ra chúng ta nên thống nhất với nhau rằng thi hay không không quan trọng, mà quan trọng là cái kỳ thi đấy là nó thể hiện cái năng lực của các em, đúng không? Tháng 7 mình không thi thì tháng 12 mình thi. Quan trọng là các bạn phải có kiến thức thật sự. Các em có tin không, có những người học rất là tốt nhưng mà đi thi không may. Ví dụ hôm đấy bạn đau đầu, bạn ốm, bạn mệt, đến cái phần nghe các bạn không nghe được,
không sao cả, thực sự là các em có năng lực thật sự. Nhưng mà có một số bạn đi thi ấy, đỗ không cao các bạn ạ. Chỉ gọi là đỗ vớt, đỗ chới với, tức là ăn may ra thì đỗ. Thì theo sensei những cái bằng đấy nó cũng chẳng có giá trị gì cả. Cái quan trọng là kiến thức của các bạn đến đâu và năng lực của các bạn thế nào. Đúng không? Cho nên là chúng ta kệ. Thi được thì đúng nguyện vọng thì tốt, còn không thì không sao, các bạn phải trau dồi kiến thức cho mình. Bây giờ sensei có bao giờ thi đâu. Bản thân sensei bây giờ chả bao giờ đi thi cái gì cả. Thế nhưng mà mình vẫn không ngừng trau dồi kiến thức của mình. Đúng không các em? Ồ, hai đầu bạc bạn inbox cho sensei nhé. Chắc không bạn nào lại hỏi sensei cái gì ấy. À ừ, Phương Duyên Bùi ơi, em inbox cho fanpage giúp sensei nhá. Sensei sẽ trả lời em sau khi kết thúc livestream nhá. Inbox cho sensei về lớp luyện thi, sensei sẽ cung cấp thông tin sau nhá. Tôi ăn quá nhiều. Trời ơi các bạn nhìn này. Trịnh Lương thích học mỗi tội tiếp thu hơi yếu. Tiếp thu yếu gặp sensei là đúng rồi. Sensei giảng em bằng hiểu thì thôi, không sao cả. Sensei ngày xưa tiếp thu dở hơi lắm. À, bạn Dương Ngọc Sơn, năng lực có thể bồi đắp nhưng mà bằng cấp không có thì thử hỏi có xin việc được không? Nếu như mà mình mà phân tích về cái khía cạnh này thì mình phải dành rất là nhiều thời gian bạn Dương Ngọc Sơn ạ. Và đây là một buổi mà sensei đang dạy cho các bạn khác. Còn đương nhiên chúng ta hiểu vấn đề bằng cấp quan trọng và bất kể các bạn đi xin việc ở đâu, trước khi người ta biết rằng các bạn có năng lực hay không thì người ta phải kiểm tra bằng cấp của các bạn. Thế nhưng mà kỳ thi trước mắt của chúng ta nó không cho phép chúng ta, ví dụ như người ta không tổ chức thi, chúng ta phải chấp nhận cái điều đấy. Chúng ta không có cách nào khác, mà sensei đang muốn cho các bạn thấy một điều rằng dẫu cho có hoãn thi đi chăng nữa thì chúng ta hãy vẫn cứ cố gắng mà học. Đừng để những cái điều đấy nó ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Đúng không? Thay vì là mình thi N4, cuối năm mình thi N3 luôn nếu như kiến thức của mình chắc. Nhưng nếu như bây giờ các bạn cứ hoang mang, các bạn cứ sợ hãi, các bạn cứ tiếc nuối cái kỳ thi đấy, liệu các bạn có tham gia được hay không? Không thể tham gia được vì đấy là cái điều bất khả kháng. Và thay vào một cái điều đấy nữa là đến cuối năm các bạn cũng chẳng thi nổi N3, mà N4 chưa chắc đã có vì tinh thần các bạn có tốt đâu. Đúng không mọi người? Nhá, cho nên là cái buổi này không phải là cái buổi mà sensei đang muốn nói về cái điều như thế. Chứ còn nếu như mà hiểu về ngắn như Dương Ngọc Sơn mà nói rằng là không bằng cấp thử có xin việc được không, thì thực sự là một cái livestream này chúng ta không thể nào mà nói được vấn đề đấy, và sensei cũng không muốn nói. Sensei nghĩ là mọi người hiểu ý sensei. Nào, khô hàng ộ, tabesugi, master. Đúng không cả lớp? Nói chung là bạn nào suy nghĩ tích cực, hiểu ý sensei thì chúng mình có lợi thôi. Chứ còn ai chẳng biết là phải có bằng. Hô hàng ộ, tabesugi master, được chưa nào có lớp nhỉ? Đây các bạn đấy, cách chia rất là đơn giản nhá. Các bạn chỉ việc bỏ master đi, thêm sugi vào, thế là xong. Tôi đã ăn cơm quá nhiều, đúng không? Đấy, dễ nhỉ? Các bạn tự làm nhé. Người Nhật thì hàng ngày làm việc quá nhiều. Trời ơi dễ nhỉ. Lâm Bình ơi, các bạn tự làm nhá. Câu thứ nhất xin dây ra rồi. Rồi. Tại vì nếu như bằng cấp mà không có giá trị thì làm gì có những kỳ thi người ta tổ chức ra để làm gì, đúng không lớp mình nhỉ? Nhưng bây giờ chúng ta đang phải lựa chọn những cái phương pháp để làm cho chúng ta lạc quan nhất. Chứ còn ai chả muốn đi thi. Sensei toàn khuyên học sinh của mình là học là phải thi, thi để biết được rằng là kỳ thi nó như thế nào và biết được năng lực của mình thực sự đến đâu. Đấy, nó phải có áp lực thì các em mới có mục tiêu. Nhưng mà bất khả kháng thì mình phải chịu chứ. Tiếp tục đi lớp mình ơi. Người Nhật hàng ngày làm việc quá nhiều. Nihon shin wa manichi hataraki sugimasu. Hàng ngày làm việc quá nhiều nha các bạn. Ok, xuân dần. Nào, các bạn nhìn nhỉ. Bạn Xuân Dần ơi, sensei chỉnh cho bạn một chút. Nihon jin wa manichi hataraki sugi. Em không nên dùng là master nhá, tại vì thật ra là người Nhật hàng ngày em ơi. Chúng ta đã có từ manichi rồi và cái việc đó đang tiếp diễn. Chính vì thế mà chúng ta sẽ không dùng thì quá khứ nhá, Xuân Dần nhá. Cả quan tâm nữa kìa. Các bạn thấy không? Đúng rồi. Sugi, sugi te masu. Ô, Trăng Đông chia thể tà kìa. Linh Linh này, ok này.
Đúng rồi, hậu hoàng các bạn chia tay mát cho sensei là ok nhất nhá. Đúng rồi đấy. Ừ, hai đầu bạc một chia quá khứ đấy nhá. Các bạn thấy không, hàng ngày mà, đúng không, là những cái hành vi được lặp đi lặp lại một cách đều đặn và thường xuyên. Chính vì thế mà chúng ta phải nhớ ngay đến về tay rượu cho sensei nhá. Ok. Các bạn nhớ nhá. Tối qua tôi uống rượu quá nhiều. Nào các bạn tự lấy nốt hộ sensei nào. Thôi nói chung là cứ trau dồi kiến thức đi cả lớp ạ. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Và chúng ta phải sống bằng cái tinh thần lạc quan nhất. Học tập, cứ tin sensei đi. Bạn nào không không bạn nào mà vì cái việc là không đi thi được không học thì thôi. Kệ các bạn ấy. À, nó không khác gì cái việc sensei ngày xưa ấy. Sensei xin phép nói một vài câu. Sensei chợt nhớ ra là ngày xưa khi mà những không phải ngày xưa mà có rất nhiều những bạn bây giờ đặt mục tiêu ra đi Nhật nhưng khi mà bị trượt visa, các bạn ấy sẽ từ bỏ việc học tiếng Nhật và quay trở lại tìm một cái công việc khác, cả lớp công nhận không? Và ngày xưa bản thân sensei là người trượt visa đến 2 lần và khi đấy khi mà đi thời điểm đấy, sensei mới đang chập chững bước vào N4 có quá nhiều lý do để sensei có thể từ bỏ tiếng Nhật. Nhưng sensei không hề từ bỏ và sensei vẫn cứ cố gắng theo nó đấy. Mặc dù rất nhiều người bảo sensei là dở hơi gớp, đã trượt rồi còn cứ cố học làm gì, cứ lăn lóc ở trên Hà Nội đi cày tiếng Nhật làm gì, ngày thì đi làm tối thì học để làm gì. Và đấy là câu trả lời của sensei dành cho các bạn ngày hôm nay. Chứ không phải là tình trạng như chúng ta chỉ là hoãn một kỳ thi thôi mà cả cái tương lai của sensei ngày đấy nó còn bị thay đổi cơ. Mình học tiếng Nhật để mình đi Nhật, cuối cùng mình không còn cửa để bước chân đến Nhật nữa. Nhưng sensei vẫn học, mặc kệ mọi người. Và bây giờ sensei khác người ta các bạn ạ. Nên chúng mình cố gắng lên. Đúng rồi. Yube osake o nomisugimashita. Yube các bạn dùng. Ok, các bạn dùng từ nào cũng được. Kino no bang ok hết. Hai từ này bằng nhau. Đúng rồi. Ok, bạn Chu Hồng Lý bạn uống rượu vang cũng được. Osake cũng được mà rượu vang cũng được. Nomisugimashita rất tốt. Dễ đúng không? Lớp mình nhá, cái này dễ. Thế bây giờ chốt lại cấu trúc đầu tiên là sugiru. Quá cái gì đấy và quá không tốt. Thế là xong. À, tiếp tục chúng ta sang cấu trúc thứ hai. Cấu trúc thứ hai chúng ta hãy nhớ cho sensei rằng chúng ta có từ yasui và từ nikui. Được không ạ? Và yasui thì có nghĩa là dễ làm cái gì đấy, dễ làm hành động V. Còn nikui có nghĩa là khó làm hành động V. Các bạn nhớ hộ sensei nhá. Yasui là dễ làm về, còn nikui là khó làm về. Và bây giờ, và các bạn, đây nó là một tính từ đuôi y. Các bạn ơi, nó là tính từ đuôi y nhá. Cho nên nếu như mà để mà kết hợp với các cấu trúc khác thì các bạn chia nó là tính từ đuôi y bình thường. Ok, Thanh Bình. Dễ nhá. Dùng để biểu thị việc làm một việc gì đó khó hay dễ. Ôi cái này không cần phải nhớ. Bản thân cái từ đấy nó đã nói lên cho chúng mình rồi, đã nói lên hết rồi đúng không ạ? Dùng để biểu thị tính chất của chủ thể, người hoặc vật dễ hoặc khó thay đổi, hoặc biểu thị một việc gì đó là dễ hay khó xảy ra. Thật ra không có gì đáng phải lưu ý cả. Tí nữa sensei lấy ví dụ các bạn sẽ nhớ hoàn cảnh dùng của nó là ok. Còn hai cái dòng này các bạn chỉ cần nhớ cho sensei rằng yasui là dễ làm về, còn nikui là khó làm về là xong nhá. Được chưa nào? Sensei lấy ví dụ, cái điện thoại này thì dễ sử dụng. Được chưa nào? Máy của Sensei lại không nhìn được comment của các bạn rồi, chán thế nhỉ? Nhìn được đến comment của bạn Trần Trần là bắt đầu lại đơ rồi. Chắc tí mấy. Cái điện thoại này thì dễ sử dụng. Các bạn cứ comment đi, tí nữa có mạng lại Sensei lại bắt đầu. Được chưa nào? Ơ, Vũ Luận ơi! Cả lớp ơi,
thấy vũ luận này. Sư ghi mát sự, chia thể T. Ôi em ơi, nó là động từ nhóm 2 mà. Sensei vừa nói là sư ghi mát sự là động từ nhóm 2. Vậy thì em chỉ chia thành sư ghi T được là đúng rồi còn gì nữa nhở? Hoa Hải Hương trả lời cho vũ luận rồi đấy. Ừ, cả Như Quỳnh cũng trả lời cho vũ luận rồi. Ô, Sensei vừa mới nói bên trên rồi. Sensei có nói không lớp mình nhở? Là sư ghi được là động từ nhóm 2 không? Cái điện thoại di động này thì dễ sử dụng. Kono. Kê tai đen qua quá. Đúng rồi, kê tai đen qua là điện thoại di động nhá. Chukai mát là thính chukai yasui desu. Tốt lắm. Ừ, đen qua là điện thoại bình thường, còn điện thoại di động sẽ là kê tai đen qua. Được chưa nào? Ừ. Điện thoại di động chính xác sẽ là kê tai đen qua đúng không cả lớp? Tsui. Món ăn này thì khó ăn. Đây các bạn nhìn này. Đưa lên rồi mà không ăn được. Khổ quá cơ. Ừ, đúng rồi. À thế à, vũ luận vào sau à? Trời ơi. Thế lát nhớ xem lại nhá, không lại bỏ qua cái phần gọi là quan trọng nhất là chết đấy. Cái món ăn này khó ăn. Nào, khó ăn là gì nhở? Ôi, cấu trúc hôm nay dễ nhở. Các bạn chả phải nghĩ gì cả, cứ thế làm thôi. À, CC chưa nhìn thấy bạn nào comment cấu trúc ở ví dụ thứ hai nào. Bạn nào nhanh tay cho CC nhìn thấy trước nhá. Jun sinh đây rồi. Kono tabe. À, kono ryori wa tabe nikui desu. Ok, thoa lê lan lan. Bim bim bò, Nguyễn Văn Đức. À, Đức có vẻ mạng hơi chậm cho nên là. Đúng rồi. Kono ryori wa tabe nikui desu. Rất là dễ. Chúng ta sẽ sang một cái tình huống thứ hai. Đấy, nếu như mà bên kia đó là đây này, biểu thị tính chất của một chủ thể nhá. Dễ hoặc là khó thay đổi. Đây, tính chất của một chủ thể thì nó sẽ là như thế này. Các bạn nhìn giúp sensei, cô gái này đang mặc một chiếc áo màu đen. Và thường thì khi mà chúng ta nói đến màu đen ấy thì là một cái màu chúng ta bảo là màu đen thì sạch, đúng không? Đúng không ạ? Tính chất của nó là màu đen thì rất là sạch sẽ. Nó không như là màu trắng hơi tí là bẩn. Thế cho nên mình sẽ nói là áo sơ mi đen thì khó bẩn. Đấy, thì nói đây này. Biểu thị tính chất của một chủ thể là dễ hoặc là khó thay đổi. Đúng không cả lớp? Ví dụ như là có một cái cốc bằng inox chẳng hạn. Thì cái cốc đấy nó là một cốc bằng chất liệu rất là khó vỡ. Thì chúng ta sẽ nói rằng là ô, cái cốc này bằng inox cho nên nó rất là khó vỡ. Đấy. Ừ, Xuân Dần. Ừ thì ý sensei nói là nó dễ hiểu ấy, nhờ nó không phức tạp đúng không? Đấy, bạn Xuân Dần bạn nói là người Nhật rất là hay dùng kaiwa cho nên là chúng ta thuộc luôn tại lớp là đúng rồi đúng không nhỉ? Kurosatsu à, đúng không? Thanh Bình ơi, em không thể dùng Muzukashi Nikui được. Tại vì Nikui ở đây là khó này. Vậy thì em phải ghép nó với từ bẩn chứ, thì phải là khó bẩn chứ, sao em lại ghép Muzukashi được? Thanh Bình hiểu ý sensei chưa? Ây da. Thanh Bình ơi, Thanh Bình đã hiểu chưa? Em không thể ghép ở đây là Muzukashi Nikui được. Tại vì thứ nhất Muzukashi nó không phải là. Đúng không? Em nhìn này. Trước nó là phải là cái gì đây? Động từ. Ừ thôi, Bình hiểu rồi, sensei không nói nữa. Đúng không? Mình thì ghép từ bẩn với từ nikui là khó. Còn nếu như nó là dễ bẩn thì chúng ta lại ghép là màu, ví dụ như màu trắng thì dễ bẩn chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ chuyển cái chỗ này thành màu trắng này, màu đen thay bằng màu trắng này. Và bẩn à, và cái gì nhỉ? Cái dễ này chúng ta cho thành khó, đúng không? Khó bẩn. À, dễ bẩn. Đấy, màu trắng thì dễ bẩn, được chưa? Vào cái ngày tuyết rơi thì đường dễ bị trơn trượt. Đấy, các bạn thấy không? Dễ bị trơn trượt. Đó là tính chất. À, Việt Nam mình thì có mưa đúng không? Vào những cái ngày mưa thì đường rất là dễ trơn trượt. Bên Nhật Bản thì vào những ngày tuyết rơi thì dễ trơn trượt. Đấy là tính chất của nó, đúng không các bạn? Ví dụ như là vào những cái ngày nồm ấy thì cái nền nhà thì rất là khó có thể khô hanh, đúng không? Vào những ngày nồm nền nhà rất là khó khô. Hoặc là vào những ngày mưa phùn thì quần áo khó khô. Vào những ngày nắng đẹp thì quần áo sẽ dễ khô. Đó. Được chưa? Ví dụ như là ngày mưa thì quần áo khó khô chẳng hạn. Ame no hi wa
Sentaku mono ga, đúng không? Khô là gì? Kawaki nikui desu. Đấy. Rất là dễ. Cái cốc này thì khó vỡ cho nên là an toàn. À, thật ra bài dễ thế nên là sensei đi sẽ hơi nhanh có được không? Cái cốc này thì khó vỡ cho nên là rất là an toàn. Đây các bạn nhìn nhé. Nhìn nó rất là chắc. Đấy, rất là bền chẳng hạn. Đẹp nhỉ, cái cốc đẹp thế nhỉ. Ôi dồi ôi, Danh Tuấn Vương nói thế là nhiều bạn động chạm đấy nha. Trong đó, ở đây là rất là nhiều bạn xinh đấy. Các bạn nhìn bạn Danh Tuấn Vương, bạn ấy sắp bị ném đá rồi. Gái xinh thì dễ dãi, bạn ấy chỉ gọi là comment vui thôi nhỉ. Ơ, này sensei nói với em, học sinh của sensei toàn bạn xinh thôi. Nhưng mà đừng hòng có chữ dễ nhá, nhầm. Cái cốc này thì khó vỡ. Ồ, khó vỡ. Thế chúng ta chỉ việc ghép khó đúng không? Với vỡ là xong. Đúng rồi, Jun Sinh ạ. Đúng không? Kono koppu ạ, đúng rồi. Nikui. Các bạn ơi, nikui. Nhưng mà vì là sensei muốn nói về sau là an toàn cho nên là các bạn thấy sensei dùng T không? Đúng không ạ? Dùng T thì lúc này sensei tính đuôi chúng ta chia nó như một tính từ đuôi y mà. Cả lớp thấy nhớ không? Cả lớp nhớ không? Chúng ta chia như một tính từ đuôi y cho nên là tính từ đuôi y chúng ta bỏ y đi thêm với lại câu T. Cái này mình học rồi ở những bài trước rồi nhá. Vì sao đúng không? Vì sao sensei lại dùng như thế? Tại vì đây các bạn nhìn thế này, sensei muốn thể hiện cho các bạn thấy rằng là đây là một tính từ đuôi y và tính từ đuôi y chúng ta chia như bình thường khi mà chúng ta làm cấu trúc T như thế này. Đó chính là bỏ y đi thêm cực tệ. Đúng không ạ? Nikukute anzen desu. Nguyễn Xuân chuẩn rất là tốt đấy. Ừ, rất là tốt em ạ. Bạn Danh Tuấn Vương bạn ấy trêu thôi để cho các bạn dễ nhớ thôi nhờ, chứ mà nói thật thế thì chết. Chị em lại lao vào Facebook của bạn ấy bây giờ. Đúng rồi Thảo Ốc, tốt lắm em. Đúng rồi Huế nhỏ, sau T nhé chúng ta có phẩy. Huế nhỏ ơi, nhớ lại cấu trúc em nhá. Nikukute phẩy anzen desu. Bạn nào mà quên là phải xem lại nhá, chứ không có chuyện mới học xong quên đâu. Bài hôm nay rất là đơn giản, sẽ kết thúc nhanh để cho các bạn. Văn Nam hơi muộn rồi em nhá, lát nhớ xem lại. Trang Đông kìa, Gia Hân Nguyễn. Comment đi. Ờ, đúng rồi, Thu Đông kìa. Shimasu. Ai đó đã làm biến đổi một đối tượng nào đó. Cả lớp ơi, thế nào là biến đổi? Tức là mình thay đổi nó đi thì mình gọi là biến đổi thôi. Nhá, mình làm thay đổi nó đi thì mình gọi là biến đổi thôi. Tính từ đuôi y thì mình bỏ y đi thêm cự. Tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na đi. Và ni. Và danh từ thì chúng ta có ni. Đằng sau là shimasu. Và ai đó đã làm biến đổi một đối tượng nào đó thì chúng ta sẽ lấy vào ví dụ nhá. Sensei sẽ Nguyễn Gia Hân ơi, các bạn đi ra đáp án là kệ các bạn chứ, còn em cứ ra đáp án của em để chủ yếu là mình luyện của mình thôi mà. Xuân sang hoa nở, sensei muốn nhắc các bạn một chút, tại vì là lúc trước khi mà sensei dạy học thì cũng có nhiều bạn, các bạn lại đi so sánh cái cấu trúc này, xong các bạn bảo là sensei ơi, chúng ta đã từng được học narimasu cũng diễn tả sự thay đổi. Cả lớp nhớ, đúng rồi, chúng ta đã từng được học cấu trúc narimasu diễn tả sự thay đổi. Ví dụ như như sensei nói, mùa xuân thì hoa sẽ nở, sang xuân, sang hạ, sang thu hoặc sang đông. Hoặc là bây giờ sensei đang yếu, xong bây giờ sensei trở nên khỏe hơn. Ví dụ như bây giờ trời đang nắng, nhưng mà một chút nữa thì nó lại chuyển về một cái thời tiết khác chẳng hạn. Đấy, nó sẽ âm u, thế nên là mình sẽ sử dụng từ naru. Thế nhưng các bạn hiểu cho sensei rằng cái shimasu này nó cũng thể hiện một cái sự biến đổi. Nhưng cái biến đổi của shimasu là do có sự tác động. Cả lớp hiểu ý sensei không?
tức là con người chúng ta làm biến đổi nó. Con người chúng ta đây này, ai đó này làm biến đổi, chứ không phải là một cái hiện tượng tự nhiên như thế này, đúng không? Đấy, cái này là chủ thể tự biến đổi. Còn cái cấu trúc hôm nay là do chúng ta tác động vào. Ví dụ, cái ghế này hơi cao một chút nên tôi sẽ làm cho nó thấp xuống. Các bạn nhớ cho Shinsei nha, nếu như bạn nào mà có sự liên tưởng đến cấu trúc naru cũng thể hiện sự biến đổi, thì hãy nhớ rằng naru đó là một sự biến đổi một cách tự nhiên, được không ạ? Nó không có sự tác động. Xuân sang hoa nở, đông đến thì tuyết rơi, ví dụ như thế. Thế còn cái cấu trúc ngày hôm nay thì phải có sự tác động của chúng ta. Đây, các bạn nhìn thấy cái ghế này nó đang cao này. Thế xong bây giờ anh này anh ấy mang ra, anh ấy đóng lại, anh ấy cắt bớt chân đi. Và anh đóng lại cho nó thấp xuống. Kono isu wa chotto takai desu kara. Đấy, vì là cái ghế này hơi cao một chút. Kono isu wa chotto takai desu kara. Và bây giờ các bạn chỉ cần quan tâm đến dòng màu xanh này thôi. Hikuku shimasu. Đúng không ạ? Thấp xuống. Hikui. Hikui thì chúng ta bỏ y thêm cự cộng với lại shima thành hikuku shimasu. Thế nên là nếu như chúng ta mà không học chắc ngữ pháp thì sensei dám tin rằng nhiều bạn đi tra từ điển xem ơ, cái từ này là từ gì. Thế thì toi. Đó, đúng không cả lớp, đúng không? Thế cho nên là nếu như các bạn không chắc ngữ pháp thì các bạn sẽ bắt đầu đi tra đấy. Xong các bạn ô lạ thế, từ này là từ gì. Nhưng các bạn có biết đâu rằng đây là cấu trúc ngữ pháp của chúng mình. Cô sẽ cho vài ví dụ dễ nhầm. Trang Đông ơi, sensei chỉ lừa các bạn ở những bài khó thôi. Còn những bài dễ thì sensei không lừa đâu. Là nhá. Ừ. Rồi ok, sensei không nhìn được hết của các bạn, nhưng sensei sẽ nhìn các bạn từ hikuku shimasu. Thật ra có nhiều bạn là các bạn bị những cái lỗi sai nho nhỏ đấy nhá. Thế nhưng mà sensei không ví dụ như lỗi chính tả hay là gì đấy, ví dụ như là ví dụ như chi chi em dùng kono isu thì mình đã chuẩn này, nhưng mà những cái đấy là những cái rất là cơ bản. Sensei nghĩ có thể có thời gian các em sẽ làm chuẩn hơn. Tuấn Phan bị lừa nên bị ám ảnh. Ừ đúng rồi, matcha sữa ơi, em cứ chia đúng quy tắc hộ sensei, đúng rồi. Em nhá. Takai thì đúng rồi, tính từ đuôi im bỏ y đi thêm. Ơ, thêm cự và cộng shimasu là được em. Chính xác. Nào bây giờ các bạn nhìn cho sensei cái bát cơm, cái đĩa cơm này nó đang cơm hay muối ta? Chả biết cơm hay muối nhỉ. Nó đang cao có cả ngọn như này, bây giờ mình làm bớt đi một nửa và nó chỉ còn 1/2 thôi. Tôi làm giảm lượng muối xuống còn một nửa. Nào, đây là muối. Lượng là ryo. Ryo là lượng nhá. Shio no ryo hanbun ni shimashita. Đấy. Một nửa. Đây các bạn nhìn cho sensei. Chỉ việc đi với nhị shima là xong. Đây, làm biến đổi nó đi. Đây xuống còn một nửa thôi. Rất là dễ. Úi dồi ôi, Xuân Khánh. Học N4 hào hứng thế này nhưng bây giờ thi lại N5 thì xịt thôi sensei ạ. Xịt làm sao được. Không có chuyện xịt được. Thật ra nếu như mà sensei nói thật, lên N3 thì sensei thừa nhận là nó sẽ ở một cái trình khác hẳn so với N4, N5. Thế nhưng mà các bạn ơi, học N4, N5 nó không kinh khủng như các bạn nghĩ đâu. Ví dụ các bạn đóng ở trong cái lớp luyện thi N4 ít nữa trước khi vào luyện đề, sensei sẽ ôn lại cho các bạn từ bài 26 đến bài 50 ngữ pháp trong vòng mấy hôm. Sensei đảm bảo với các bạn rằng là các bạn sẽ ngấm một cách kinh khủng trước khi vào luyện đề nhá. Trước khi vào ôn thi, sensei sẽ nhắc lại cho các em toàn bộ ngữ pháp tổng hợp từ 26 đến 50. Rồi chúng ta vào luyện đề không ngấm không được, nên các bạn cứ yên tâm nhá. Trong vòng 3-4 hôm gì đấy. Và bên cạnh cái việc là sensei check lại ngữ pháp, ôn tập lại ngữ pháp như thế, thì đương nhiên là sensei sẽ phải bắt các em, yêu cầu các em phải ghi vào một cuốn sổ tay những cái gì sensei dạy ở cái live stream đấy. Các bạn muốn quên cũng khó. Khóa trước cũng như thế, cực kỳ tốt. Không phải lo. Tôi làm sạch lớp học. Cái lớp đang bẩn, bây giờ các em quét, dọn.
Thật ra nếu mà biết mẹo học đơn giản lắm thật đấy. Xin xin nói thật. Không kinh như các bạn nghĩ đâu. Yên tâm. Não cá vàng không sao. Có chứ, Trần Huệ, Vũ Hoàng ơi, lớp mình học xong rồi 4 lên luôn rồi 3 thì mới kịp thi đó em. Tôi làm sạch lớp học. CC nói thật, học sinh offline ngày xưa học CC sướng lắm. CC nhắc cho các bạn ấy gọi là đến nổ đầu nổ óc thì thôi, online bây giờ cũng thế. Ừ, CC chưa nói với lớp mình ở Quỳnh Cun. Trước khi vào ôn thi, CC sẽ ôn tổng hợp lại ngữ pháp trong vòng 3-4 hôm và hướng dẫn các em cái cách mà chúng ta học ngữ pháp gọi là ngắn nhất và nhanh nhất cho các em tự tổng hợp lại, sau đó chúng ta sẽ vào làm đề. 2 tháng làm đề mà còn không chắc N4 để học lên N3 thì CC chịu. Yên tâm. Tôi làm sạch lớp học rồi. 教室をきれいにします. À, cái này tí nữa các bạn sẽ được học ở cấu trúc sau rõ ràng nữa hơn. Nhá. À Thảo Ốc ơi, Thảo Ốc ơi, sensei bảo này em sẽ bây giờ em sẽ tưởng tượng rằng là tôi làm sạch lớp học thì sẽ là gì? Đấy, xong là cái từ kire kia thì các em chỉ gọi là bổ sung nó thêm vào thôi, cho nên sẽ là kyoshitsu o kire ni shimasu nhá. Chứ mình không gá nhá. Đúng rồi. Krasu, ok. Heya, Thủy Tiên. Ồ thì heya thì em làm sạch phòng em cũng được, có gì đâu. Đúng rồi, Jun Sinh ạ. À, đối với nhóm luyện thiên N4 của mình, sensei nó có nhiều ý tưởng cho các bạn lắm. Tại vì các bạn có rất là nhiều thời gian để mà bây giờ chúng ta đã sắp hết N4 rồi. Thế là chúng ta còn phải gần 3 tháng để luyện thi cơ mà. Và sensei sẽ luyện cho các bạn trong vòng 2 tháng. Và tháng cuối thì sensei sẽ kết hợp cho các bạn học luôn cả từ vựng N3 luôn. Một tháng cuối cùng luyện thi N4 cho các bạn học từ vựng N3 luôn. Thế là đến lúc các bạn học lên N3 thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa luôn. Quá chắc. Ô Thanh Bình ơi, tại vì người ta nói tắt đi em. Em ơi, trong văn nói người ta vứt đi nhiều lắm Bình ạ. Lê Lê Huyền á. Ơ, Lê Lê Huyền ơi, xem bình thường em ở trong nhóm đóng phí đúng không? Lát inbox cho sensei những khó khăn của em để sensei giải quyết nhá. Còn vẫn hoạt động bình thường. Ờ, Tương Che Sao ơi, có chứ em. Ở trong lớp đóng phí, sensei cũng sẽ livestream và tương tác trực tiếp như thế này cho em. Và lúc ấy sensei không dạy miễn phí nữa. Ừ. Chúng ta đi sang cấu trúc cuối cùng nhá. Ồ, bạn nào mà muốn tìm hiểu xem mà lớp đóng phí chúng ta sẽ học như thế nào thì inbox cho fanpage hộ sensei nhá. Ừ, Nguyễn Thức ơi, sensei luyện y hệt như thế này. Sensei sẽ luyện y hệt như thế này bằng livestream trực tiếp trong lớp đóng phí và một tuần 3 buổi. Và lúc ấy sensei không dạy miễn phí nữa đâu. Tại vì cái lớp đấy sensei phải dành cho các bạn rất là nhiều thời gian và tâm sức để mục đích là còn học lên N3 nữa. Đấy, cho nên hết 50 bài là sensei sẽ chào lớp mình ở fanpage nhá. Ờ, Chu Thế Tuấn ơi, không thi N4 học luôn lên N3 có được không? Thì được mà em, thật ra là cái kỳ thi đấy nếu em tham dự được thì tốt. Tại vì nó thể hiện được cái là khả năng của mình học đến đâu. Và mình sẽ cảm thấy tự tin hơn một chút. Và mình sẽ có cái trải nghiệm. Còn không thì em cứ học đúng lộ trình. Em không có, chưa có N4 nhưng em học xong N4 học luôn lên N3 thì N3 cũng được mà. Ừ. Ờ, danh từ Nishimas. Cái này nhá, của chúng ta là chọn, quyết định. Ô Phạm Văn Tuấn. Trời ơi, xin lỗi Tuấn nhá. Danh từ nishimasu có nghĩa là chọn, quyết định một cái gì đấy, lựa chọn. Dùng để biểu thị sự lựa chọn hoặc quyết định. Ui, không cần phải nhớ cái này. À, thế này đi. Hai người này đang đi ăn với nhau. Và anh ấy đưa ra hai món ăn. Tempura và sushi. Hỏi cô gái này, thế thì bạn chọn món nào trong hai món này? Giống như kiểu là sensei với chồng sensei đi ăn ấy, thì thường cứ thích ăn lẩu hay là ăn nướng. Đấy. Đúng rồi Nguyễn Thịnh ạ. N3 là khó khăn là ở từ vựng rất là nhiều. Cái thứ hai là hán tự. Chính vì thế các bạn trong lớp thì N4 có sensei dự tính là
Một tháng trước khi vào kỳ thi của N4 là CC đã kết hợp cho các bạn học từ mới và Kanji N3 luôn rồi. À Nguyễn Thúc ơi, các bạn ơi, các bạn nhớ là kết thúc livestream thì inbox cho fanpage giúp Sensei nhé. Tại vì nếu như các bạn đăng ký học tại livestream thì Sensei xin lỗi, Sensei không nhớ được. Nào, tempura và sushi thì bạn chọn món nào? Gì nhỉ? Tempura to sushi. Sushi, làm sao nhỉ? Dochira, các bạn nhớ đây có chút N5 không? Dochira ni shimasu ka? Các bạn nhớ dochira đúng không? Ồ, Sensei thích ăn nướng. Nhưng thầy thì mình không cho vì ăn nướng không tốt cho sức khỏe. Ăn ít thôi. À, xem các bạn chọn cái gì nhỉ? Gia Hân chọn sushi ni shimasu. Ừ, Nguyễn Thịnh ơi, lên N3 đăng ký vào nhóm thi thì cứ theo dõi fanpage độ Sensei, trong tháng 6 sẽ có lịch em nhé. Chứ Sensei không 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 nhớ được là bạn nào đâu, vì nhiều học sinh bây giờ muốn học lớp N3 nhưng mà các bạn nhớ cứ theo dõi fanpage là được. Sensei sẽ đăng bài lên đấy nhá, tại vì nhiều học sinh quá, Sensei không inbox riêng được. Xem nào, các bạn chọn đi, các bạn thích món nào? Còn Sensei thì chọn sushi. Thật ra Sensei thích tempura đấy chứ. Sensei thích tempura hơn. Sensei thích ăn tôm hơn. Tôm chiên tẩm bột. Thanh Bình đang tư vấn cho bạn nào đấy hả? Thanh Bình đang tư vấn cho bạn nào ấy, say sưa thế. Rồi, ok, chọn cái nào thì mình chọn thôi. Sushi Nishimasu, đúng không? Sensei sẽ chọn là Tempura Nishimasu. Bim bim bò ấy, nếu như em mà nhớ lại cấu trúc ngày xưa chúng ta học thì em sẽ nói là Tempura no hồ ga suki de, còn thiếu no của Sensei nhá. Bim bim bò nhá. Ở N5 đúng không? Ví dụ như là N5 chúng ta học là gì nhỉ? Tempura to sushi. Dochira ga suki desu ka? Bạn thích cái nào trong hai cái đấy? Đấy. Đấy là N5. Ừ đúng rồi, Trịnh Lương. Chính vì thế mà Sensei có ăn nướng mấy đâu. Úi dồi ôi, Quỳnh Sensei kinh lắm. Ăn cái gì cũng bắt tra Google mới được ăn đấy các em ạ. Anh chị dùng phòng đơn hay phòng đôi? Nào, anh chị dùng phòng đơn hay phòng đôi? Đơn này, đôi này. Vâng, Sensei. Em quên mất nổ. Nào, heo ạ, phòng thì, đúng không? Single ni shimasu ka, tsui ni shimasu ka. Đó, single và tsui. Các bạn chọn phòng nào? Các bạn chọn phòng nào thì các bạn chọn đi. Thanh Bình câu này hay này. Sensei ơi em phải học thuộc lòng. À soka. Giờ ấy việc gì phải học. Cơm các anh mà đi cùng với người yêu thì các anh chả cần phải hỏi em chọn phòng đơn hay là phòng đôi, đúng không? Chọn luôn, cho em một phòng đôi hai người. Nguyễn Thịnh em là fan cứng, chưa tham gia nhóm được ạ. À, lần tới em sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Ôi Nguyễn Thịnh là fan cứng thì yêu quá rồi. Thế thì nhớ theo dõi để tham gia N3 với Sensei nhá. Ai là fan cứng thì yên tâm, không phải nói nhiều, các bạn tự biết chất lượng nhỉ. Ok. Phòng đơn hai người. Đấy các bạn chọn phòng nào đấy các bạn tự chọn nhá. Cuộc họp thì để tuần sau. Nếu như những ví dụ bên trên là chúng ta thể hiện sự lựa chọn thì ví dụ cuối cùng này các bạn sẽ thấy được rằng nó đang thể hiện cho chúng ta quyết định. Ờ, Vũ Luận vấn đề là nói được tiếng Nhật. Thật ra Sensei nói thật với các bạn nó cay qua là một phạm trù khác hoàn toàn luôn. Sensei nói thật tại vì Sensei cũng không có môi trường ở bên Nhật nhiều như các bạn. Cho nên ngày xưa khi mà Sensei học đến hết N3 rồi cũng chả nói được cái gì luôn. Gặp người Nhật vẫn run một cập. Thế sau đó thì khi mà mình bắt đầu đi giao lưu ấy, đi làm quen và Sensei có một cô giáo người Nhật kèm riêng trong một khoảng thời gian, thì lúc ấy thực sự là cay qua nó mới lên được. Thực sự luôn. Tức là khi mình đã phải có một vốn từ rồi. Theo Sensei thì là như thế.
Theo Gen Z học thì phải là như thế, chứ còn bây giờ Gen Z nói thật, nhiều chỗ người ta dạy cho các bạn mới N5, N4. Học cùng người Nhật đấy giống kiểu ngày xưa Gen Z học ở núi trúc với các bạn. Thực ra là núi trúc rất là tốt đấy các bạn ạ, nhưng mà núi trúc học chậm quá. Ngày xưa thời Gen Z là chỉ có một số trung tâm có tiếng thôi. Gen Z học ở núi trúc mấy khóa nhưng mà về sau chậm quá, Gen Z tự học với lại học ở chỗ khác cấp tốc hơn. Có người Nhật nhưng Gen Z nói thật không thể nào mà giúp cho trình kai qua các bạn lên được quá nhiều đâu, tại vì lên lớp chỉ giảng ngữ pháp một tí là hết giờ rồi, làm sao mà tương tác với học sinh nhiều được. Cho nên Sensei khuyên thật, nếu như là Sensei thì sau khi học xong N3, Sensei sẽ học một khóa Kaiwa riêng cùng với cả người Nhật. Thì lúc ấy nó sẽ phát huy được hiệu quả. Còn bây giờ N5 mới được có vài cái từ vựng, N4 chưa được vững. Từ thì không có, ngữ pháp thì không. Các bạn lấy cái gì để các bạn thực hành? Niềm tin ơi, Sensei có được đi Nhật đâu em. Sensei trượt visa 2 lần rồi, không còn đường đi Nhật, chỉ có đi du lịch thì đi thôi. Chi, Sensei ngày xưa học núi trúc mà. Đúng rồi, phải có từ vựng. Kai wa raishu ni shimasu. Các bạn nhìn đi ạ. Nếu như mình dịch word by word thì các bạn sẽ nói là cuộc họp thì chọn tuần sau nhá, không ai dùng chọn tuần sau cả, mà các bạn phải nói là cuộc họp thì chúng ta sẽ quyết định vào tuần sau, các bạn sẽ để vào tuần sau. Được chưa? Có nghĩa là hàm ý là mình đã chọn nó rồi, nhưng mà thời điểm đấy thì để tuần sau. Ví dụ như là đến bài 4 rồi, bây giờ muốn học thì học từ đâu Hoàng Hiếu ơi? Hoàng Hiếu ơi, nếu như ngày xưa em học đến bài 4 thì bây giờ em học lại từ bài 1. Thế sẽ nói thật, vì nó chỉ có vài bài thôi, nên em phải học từ lại bài 1 cho chắc nhé. Còn ngày xưa thì xin nghĩ là lâu lắm rồi. Dung sinh. Ui, em ơi, thầy Sensei cũng đang có cái dự án đấy đấy. Đang đang có dự án cai qua đấy, thầy Quỳnh nhà Sensei cũng đang triển khai dự án cai qua, nhưng mà bây giờ chưa xong tại vì mình phải set up một hệ thống giáo viên người người Nhật nữa đấy, vẫn đang trong quá trình, vẫn đang quá trình thực hiện nên là chưa đưa ra cho các bạn được. Đúng rồi, phải có vốn từ vựng chắc đấy, các bạn cứ nghe các bạn bên Nhật nói đấy là chuẩn rồi nhá. Các bạn nhớ cho Sensei rằng chúng ta không được dừng là cuộc họp thì chọn tuần sau, rất là ngang, mà các bạn hiểu rằng là ví dụ như tháng 7 này chúng ta có kỳ thi JLPT, thế nhưng mà vì dịch chẳng hạn cho nên là quyết định lại là để cuối năm, cho nên chúng ta sẽ nói là cái kỳ thi JLPT thì chúng ta sẽ quyết định vào cuối năm, được chưa? Đấy, nó sẽ có ý nghĩa như vậy. Chúng ta sang một cấu trúc cuối cùng. Ui, John Sinh ơi, còn lâu. Xin xin. Các em ơi, nó mới chỉ đang là dự án thôi. Tại vì thực ra ở bên Sensei các em thấy trước khi mà Sensei đưa ra để vào hoạt động và thu phí của các em thì phải trải qua rất một quá trình rất là dài. Sensei nói thật đấy, nếu như bạn nào theo dõi Sensei từ lâu thì các bạn phải biết là Sensei dạy miễn phí sang năm nay là năm thứ 3 rồi. Và gần hết năm thứ 3 Sensei mới bắt đầu thu phí. Đó. Hoàng Hiếu ơi, N5 Sensei không nhận học viên nhá, chỉ họ nhận học viên luyện thi N4 và N3 thôi em ạ. Lớp N5 của Sensei full học viên và đóng cửa nhận học viên cách đây gần 1 tháng rồi. Thế đúng rồi, Thanh Bình nói đúng rồi đấy, ngày nào cũng cay qua nhưng mà toàn những cái từ chưa được học thì không hiểu, chuẩn rồi, có học đâu mà hiểu nha. Nhưng mà cái dự án cay qua đây nó vẫn còn ở một phía xa 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 các bạn ơi. Lúc kia bia kia kìa, các bạn lớp N5 Sensei xin lỗi là cách đây gần 1 tháng Sensei đã đóng lớp rồi vì full rồi. Mà lớp N5 thì không nhận thêm học viên được nữa cho nên phải sang tháng 6 cơ. Tính từ đuôi y, bỏ y đi thêm cự, tính từ đuôi na, chúng ta bỏ na đi thêm nhí và chúng ta đi với về mã sự, có nghĩa là tính từ bổ nghĩa cho động từ. Ôi, Sensei biết là nhiều bạn muốn học lắm nhưng mà bây giờ Sensei không có lớp. Thế ở Lan Lan. Nhá, cái này nếu bạn nào mà ngày xưa, mà cũng lâu lắm rồi nhỉ, ngày xưa Sensei luyện thi N5 Sensei đã dạy kỹ lắm rồi đấy. Cái này dễ nhá, cái lớp này. Tôi dọn sạch phòng. Các bạn hiểu cho Sensei một cách đơn giản. Bình thường các bạn chỉ nói là tôi dọn phòng thôi, đúng không cả lớp? Thế nhưng bây giờ các bạn muốn cho cái từ sạch này vào để nó đi với từ phòng, nó bổ nghĩa cho từ phòng trở thành một cụm dọn sạch phòng, thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này.
Heyao kireni soji shimasu. Và các bạn không sử dụng gá ở đây nha, như lúc nãy có một cô bé dùng gá ở đây này. Ôi dồi ôi, Nguyễn Thịnh ơi, lớp N5 thì là Sensei Quỳnh Anh, Sensei Quỳnh Anh dạy hay lắm. Bên Sensei chỉ có duy nhất Sensei này, Quỳnh Anh Sensei và thầy Quỳnh nhà Sensei thôi. Ừ đúng rồi, Phạm An ạ. Sensei dạy từ đầu ấy chứ không phải là luyện em ạ. Nhưng mà riêng lớp N5 các bạn sẽ được học thử trong vòng hẳn 2 tuần, tại vì không phải là Sensei đứng lớp. Đấy, các bạn thích thì các bạn học, không thích thì thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà bạn nào học Quỳnh Anh Sensei thì cũng sướng, xinh, nói những chuyện nhẹ nhàng lắm. Các bạn nhìn cho Sensei nhé. Các bạn hãy hiểu một cách đơn giản là nếu như mà các bạn không có từ kire đi với ní này, được chưa? Thì nó sẽ thành là dọn phòng. Và bây giờ khi mà có từ tính từ nó bổ nghĩa vào thì các bạn cho nó thành vào đứng trước động từ và các bạn áp dụng đúng như thế này, tính từ đuôi y thì bỏ y đi thêm cụ và tính từ đuôi na thì bỏ na đi thêm nhĩ. Thế là xong. Được không ạ? Ví dụ, hãy đọc thật to cuốn sách này, Quỳnh Anh Sensei có chồng rồi Xuân Quý ạ. Hãy đọc thật to cuốn sách này. Đúng rồi, Trang Đông, cả lớp chú ý cho Sensei như Sensei đã nói rồi, trợ từ nhá, các bạn sử dụng như bình thường và các bạn đừng để bị ảnh hưởng bởi cái từ kire này. Cả lớp nhớ chưa? Đôi khi học sinh mình nghĩ rằng là ô kire đi với gá thôi. Thế thì thành ra là heya gá kire à? Căn phòng đẹp à? Thế thì con soji này các bạn làm gì? Các bạn nhớ cho Sensei rằng trong cấu trúc này các bạn hãy tưởng tượng rằng là chúng ta sẽ dùng như bình thường và cái từ kire này nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ phía sau. Cho nên các bạn vẫn dùng ố như bình thường, tránh nhầm lẫn nhé. Ví dụ tiếp theo, hãy đọc thật to. Thì các bạn hãy bỏ cái từ to này đi. Các bạn sẽ nói là hãy đọc sách, được chưa? Homo yonde kudasai, đúng không? Nhá, homo nó phải đi theo động từ sau này này. Homo yonde kudasai. Và khi các bạn muốn cho từ to vào thì các bạn ghép nó vào với cái động từ này thì y thì bỏ y đi, thêm cự. Đúng rồi. Nào, ví dụ cuối cùng các bạn tự làm hộ sensei nhé. Phạm An. Nhưng mà Phạm An đang ở trong nhóm N4 rồi mà. Sao bây giờ lại nghĩ đến việc học N5? Em mà học N5 ít nữa là tháng 6 sensei có lớp N5 nhưng mà lại học từ đầu từ bảng chữ cái đấy. Đừng học thế. Trời ơi, đừng thế Phạm An ơi. Sensei nói thật, ai có khả năng thì sensei khuyên các bạn phải cố lên chứ. Ai lại lãng phí thời gian thế? Những bạn đóng phí rồi thì cứ yên tâm inbox cho sensei nhé. Để Sensei trả lời các em, tại vì các em mà hỏi trên livestream như thế này là Sensei không nhìn được hết để trả lời đâu. Nào bây giờ các bạn làm cho Sensei ví dụ cuối cùng đi. Còn bạn nào muốn tham gia lớp luyện thì các bạn inbox sau livestream cho Sensei nhé. Ok, cắt nhỏ rau. Bây giờ các bạn hãy dùng cắt rau là gì nào? Và cái từ nhỏ để bổ nghĩa cho từ cắt, thế là xong. Đúng rồi, Sensei đang nhìn thấy Trần Khanh. À không, Trần Khanh là ví dụ bên trên rồi đúng không? Okiku cự đúng không? Yonde kudasai rất là tốt. Bắt đầu từ Thanh Hương nào, xem nào. Thoa Lê Huyền Trang Vũ Hoàng Hiệu Đào Thanh Hương yes. Thanh Hương ơi, sao lại chi sai em? Sao để nguyên của sensei thế kia? Đúng rồi. Cắt nhỏ rau. Vũ Hoàng dùng là hãy cắt nhỏ rau cũng ok, đúng là được. Tuần Tuần ơi, bây giờ các bạn muốn học N3 cũng không được rồi, bây giờ xin chỉ nhận học sinh lớp luyện thi thôi. Đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ hộ sensei là cắt nhỏ. Cắt nhỏ thì chúng ta sẽ dùng cái từ nhỏ lẻ, komakaku ấy. Nhá, còn chi sai kia chúng ta dùng cái trường hợp nhỏ bé. Thiên về xu hướng nhỏ bé nhá. Được không? Các bạn từng nhớ từ komakayokane không? Komakayokane ấy. Các bạn nhớ không? Komakayokane đấy, tiền lẻ đấy. Nhá, thì cái trường hợp mà mình thái rau, mình thái nhỏ này chúng ta sẽ sử dụng từ komakai. Komakai tính từ đuôi y chúng ta bỏ thành là komakaku. Xin xê thế. Nhá. Kiều Anh ấy lớp N2 thì cũng là sang tháng 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 hết tháng 6 có lịch em nhé.
Được chưa? Cả lớp nhớ hộ sensei nhá. Ví dụ cái nhỏ này, cái nhỏ nó cái sợi rau của cái rau của mình nó đang to, cái kia mình bảo mình cắt nhỏ nó ra thì sẽ mình sẽ dùng từ komakaku giúp sensei nhé. Còn chia sai mình sẽ theo chiều hướng là nhỏ bé. Ừ. À, thật ra có những cái từ ấy khi mà chúng ta dịch thì nó rất là giống nhau, nhưng mà khi mà vào một cái văn cảnh nào đấy các bạn dùng nhiều các bạn sẽ quen ấy. Nếu như Dung sinh ấy có em ạ, khóa tới có N2 luôn đó. Giáo trình đang được hoàn thiện hết rồi, lộ trình xong ok hết rồi. Nhưng mà sensei với thầy Quỳnh đang stress vì là nhiều việc quá. Tại vì thật ra là sensei biết tâm lý của các em là chỉ thích học hai vợ chồng sensei thôi. Đấy, thế cho nên là các sensei đang căng não ra. Được chưa nào? Sen ơi, cái này á, cái này mà trong quá trình luyện thi N5 thì cũng có hết rồi đấy. Em ạ, nếu như mà cô giáo, thầy giáo nào mà trong Minano Nihongo ấy, thì N5 nó sẽ không có cấu trúc này, nhưng mà trong quá trình luyện thi thì lại có. Ví dụ như ngày xưa khi sensei dạy N5 là sensei đã dạy hết những cái cấu trúc này rồi. Vì trong quá trình luyện thi là làm đề nó sẽ có của những cái này đấy. Rồi. Sensei hôm nay nói hơi nhiều ấy. Các bạn ơi, thế thật ra là phía điện thoại của Sensei nó đang có trục trặc một chút, nên là lúc thì Sensei nhìn được comment của các bạn, lúc thì không. Cho nên là không trả lời được hết, với lại nhiều bạn hỏi quá. Thế nên là nếu như mà học sinh đóng phí của mình mà chỗ nào mà chưa hiểu hay là thắc mắc thì cứ inbox để Sensei giải thích cho các em nhá. Sensei sợ là trong quá trình livestream ấy thì Sensei cũng muốn là những các bạn mà học ở lớp miễn phí các bạn hỏi cũng được nhiều, còn các bạn lớp đóng phí thì mình có quyền lợi mình hỏi trong nhóm rồi, hỏi Sensei rồi. Cho nên là mình sẽ ưu tiên cả những bạn học miễn phí nữa. Nên là đôi khi Sensei không trả lời được hết các em. Lớp mình à, về nhà cố gắng học từ vựng cho Sensei nhá, quan trọng nhất là từ vựng, mà từ vựng thì giờ ít lắm. Xuân dần nói Sensei không làm được YouTube luôn. Nên mất thời gian lắm. Không có thời gian để làm được YouTube luôn. Thôi bây giờ vẫn còn cũng muộn rồi nhỉ, cũng như mọi khi. Thế sẽ chào cả lớp nhá. Xong các bạn cố gắng học từ mới, xong là thứ bảy chúng mình sẽ học bài số 45 nha. Cố lên, cố lên, cố lên team N4 nhá. Các bạn cố lên, cứ tin Sensei đi. Sensei hứa đấy. Sensei sẽ không bao giờ để cho các bạn phải thất vọng ở trong cái lúc mà chúng ta sau này luyện thi đâu. Thế chưa nào? Và mục tiêu của chúng mình là N3 cuối năm luôn, không phải N4 trước mắt. Thế cho nó rõ ràng. Được chưa? Chúc các bạn. Đây này, bao nhiêu bạn đang inbox cho Sensei đây này. Sao nick lại cứ bị thoát ra nhở? Sau livestream, trong quá trình Sensei livestream lớp mình thì các bạn lớp N3 đang inbox đóng phí rầm rầm, cho nên là bây giờ Sensei vậy lại phải làm việc tiếp. À Thanh Hương bảo là họ tổng kết 2 phút. Thế bây giờ Sensei tổng kết cho các bạn nhá. Cứ sư ghi rự là gì? Sư ghi rự là quá một cái gì đấy không tốt. Thế là xong, và các bạn nhớ cho Sensei là sư ghi rự là nhóm 2, động từ nhóm 2. Tiếp theo chúng ta sẽ có động từ đi với lại yasui. Yasui là dễ làm một cái gì đấy. Động từ đi với nikui là khó làm với cái gì đấy. Và các bạn nhớ lại yasui và nikui là tính từ đuôi y. Được chưa? Tiếp tục đó chính là chúng ta sẽ có danh từ nishimasu là thể hiện sự lựa chọn, quyết định. Được chưa nào? Tiếp theo là chúng ta có cái việc là tính từ bổ nghĩa cho động từ. Y thì bỏ y đi thêm cự, na thì bỏ na đi thêm ni, và bổ nghĩa cho động từ. Các bạn chỉ nhớ là nó bổ nghĩa cho động từ, không ảnh hưởng gì đến trợ từ trước nó nhé. Đấy, xong rồi đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Và biểu thị sự biến đổi nữa đúng không? Tính từ đuôi y, tính từ đuôi na và danh từ ní. Tính từ đuôi y thì cũng bỏ y đi thêm cự, tính từ đuôi na thì bỏ na ní, danh từ ní và đi với shimasu thì nó thể hiện sự biến đổi. Và biến đổi này là do tác động của chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng ta học tất cả là 5 cấu trúc nhưng rất là dễ. Sugiru quá không tốt. Yasui nikui dễ làm, khó làm là ví dụ là thứ hai. Danh từ nishimasu thể hiện sự lựa chọn là thứ ba, đúng không ạ? Và tính từ bổ nghĩa cho động từ là thứ tư. Và cấu trúc thứ năm đó chính là thể hiện sự biến đổi. Và biến đổi này là do con người tác động vào, khác với lại từ naru. 5 cấu trúc ngữ pháp CC tóm tắt. Các bạn nhớ hộ CC nhé.
Ok chưa lắm mình ơi. Ôi, nhìn tin nhắn của xinh xinh này. Khoe đấy. Thôi, tạm biệt mọi người nhá. Oyasumi.